Dạ Vườn Mai Chích Chì Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em được tầm khoảng 100 cây cúc thọ hương nhé. Nó còn nhỏ nhưng mà cũng đã vô dây chỉnh sổ và uốn dáng lông hết rồi cả nhà. Đó thì hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 50.000 một cây thôi. Đây cả nhà nhìn nha. Đó, đây ha, cây em giới thiệu sam giao giống vậy nha cả nhà. Chiều cao của nó nha và uốn dáng lông hết, cả nhà nhìn thấy nha. Uốn dáng lông hết, rễ thì xử lý đủ kiểu nha. Đó, có một số cây thì nó rễ nằm rễ hình thú này. Đó, đây ha cả nhà, nhìn nè. Đây ha, đó, cây nó như thế này nha. Em thanh lý giá chỉ có 50.000 một cây thôi cả nhà. Đó, uốn dáng lông như thế này nè. Đây, đó, cây thì giới thiệu sao giao y chang vậy nha. Đó, 50.000 một cây. Rất là đẹp nha cả nhà. Nó nhỏ nhưng mà nó nhìn nó rất là ngon luôn á cả nhà. Nè, rễ nè, rễ xử lý cũng đủ kiểu hết nè. Đó, đây nè, đó, có mấy cây rễ cũng rất là đẹp ha. Chỉ có 50.000 thôi, giá cực kỳ rẻ. Đó, đây, số lượng thì em có một khoảng 100 cây thôi ha. Có đế hình thú nữa nè cả nhà. Đó, loại này mình mua về mình chơi ha. Mua về mình chơi, mua về mình vô chậu nè. Rồi mình trồng đất đồ, Tết nay nó cũng cho hoa rồi cả nhà. Đó, đây nè, rễ rất là đẹp ha. Cả nhà nhìn thấy ha, thọ hương này có 50.000 nha. 50.000 nha cả nhà. Rồi, xoay qua hàng bên đây. Hàng bên đây là hàng xoắn nè, giả tự xoắn ha. Lô này thì em có nhiều lắm. Đó, cành nhánh nè cả nhà nhìn nó xum xuê hết rồi ha. Đó, đây, rễ thì cũng tùm lum kiểu, giá thì chỉ có 80.000 thôi cả nhà. Lô xoắn này em nhiều lắm, chùm tới khoảng ngàn cây á. Đây cả nhà nhìn nè, nó xoắn nó dài lắm ha. Giờ chúng ta có thể cắt lấy bo được rồi ha. Giá chỉ có 80 thôi cả nhà. 80.000 ha. Em bao ship nếu chúng ta lấy 5 cây nha. 5 cây em bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là một cái loại đó chính là hàng giảo nhung thơm bông chùm ha. Đây cả nhà, cây nó cũng khoảng 30 á, nhưng mà cái này chưa dựng đọt, nhưng mà khi nào gửi thì em sẽ dựng đọt cho chúng ta ha. Loại này giảo nhung này em bán giá 80.000 nha cả nhà. 80.000 nếu chúng ta lấy 5 cây em cũng bao ship. Và cả nhà ơi thì thích lấy loại nào, mỗi loại một cây, 5 cây em đủ cũng bao ship luôn nha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc 40 cánh Quỳnh Tấn Phát nè. Loại này đọt đỏ rất là đẹp. Đó, cả nhà nhìn nè, đọt đỏ rất là đẹp. Uốn dáng lông hết. Đó, đây, tất cả em đã vô dây chỉnh sổ hết rồi cả nhà nhìn nè ha. Rồi, giá là cái này là 100.000 nha, 100.000 một cây nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây là hàng giảo cẩm thạch nè, giảo cẩm thạch. Loại này á, lá cẩm thạch nhưng mà bông nó màu kem chứ không phải màu vàng như giảo bạch kim nha. Đó, đây cả nhà nhìn ha. Đó, giá là 100.000, 100.000 một cây. Rồi, tiếp tục hàng bên đây nha. Hàng bên đây sẽ là cái hàng cúc bốn lông. Em cũng đang thanh lý giá 50.000 đây. Đó, 50.000 một cây đây. Rất là rẻ cả nhà. Đó, ai thích sưu tầm thì sưu tầm ha. Cả nhà nhìn nè, cây cũng rất là đẹp nha. 50.000 rồi cả nhà. Đó, này về lấy bo chơi Tết vô tư. Đó, mình về mình bỏ đại trong chậu hoặc là mình trồng ra đất cũng được cả nhà. Giá rẻ quá ha. Đó, có 50.000 thôi. Đó, rồi. À, tiếp tục bên đây, em sẽ đi qua bên đây chính là hàng bạch mai Tân Tân nha. Bạch mai Tân Tân. Loại bạch mai Tân Tân thì hoa rất là đẹp cả nhà. Hoa nó màu trắng nha. Đó, đây. Đó cả nhà nhìn nè. Nè. Cây đây ha, bạch mai Tân Tân nha. Đó. Giá là 100.000 một cây. Cái này là 3 cây là em bao ship nha. Rễ nó có bí nữa nè cả nhà. Nó có đủ kiểu hết nha. Đó, cây nó nằm ở trong chậu C5 ha. Đó, vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Ai thích cái loại bạch mai thì chọn loại này ha cả nhà. Rồi, hàng bên đây chính là giảo nu xù nè. Nu xù, ghép chỗ nào nu chỗ đó ha. Rễ rất là đẹp nha, rễ rất là đẹp. Mấy loại này nu đẹp lắm cả nhà. Con cây nó đang ra nu nè. Cả nhà nhìn ngay mắt kép nó nu ha. Mình thích nữa thì mình để, còn không thích thì mình cắt ở phần trên, thì ở dưới mình lấy được cây nu ha. Cây nu xù ha cả nhà. Đó, trời ơi coi nè. Đó, cả nhà nhìn nó nu ra nè, rất là đẹp. 100.000 một cây nha cả nhà. 3 cây em cũng bao ship luôn ha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo bên Vườn Mai của Chích Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.